Hôm nay quý vị ngày nay
Toàn thể chúng con cùng nhau trước cung nhà mẹ để đủ mọi thành phần nhân Chúa, giáo mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, đường dân. Chúng con nghe theo ước nguyện của mẹ, của chúng con ra ngoài người, đặc biệt là quê hương đất nước dân tộc Việt Nam chúng con, cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, để mẹ yêu thương ấp ủ giữ gìn. Với biết bao đau khổ tuổi dục, thương tích thể lý và tâm lý trầm trọng, thiếu thốn phẩm chất tinh thần, khát vọng công lý hòa bình, chúng con chạy đến với mẹ